nên ung thư. Một trong những vấn đề mà các bệnh nhân lao gặp phải đó là tình trạng kháng thuốc, nghĩa là bệnh nhân không đáp ứng được với các phác đồ điều trị hiện tại, dùng thuốc mà không có kết quả. Lượng bệnh nhân bị kháng thuốc này đang gia tăng trong cộng đồng, làm nảy sinh mối lo mới cho ngành y tế trong công tác điều trị. Tại Đồng Tháp thì chỉ có khoảng 54% bệnh nhân lao được phát hiện. Gần một nửa số bệnh nhân còn lại chưa được phát hiện chính là mối nguy cơ tiềm ẩn. Mặt khác, cũng có không ít trường hợp đã phát hiện, nhưng người bệnh có tâm lý chủ quan, không đến điều trị hoặc không tuân thủ quá trình điều trị và giữ vệ sinh đúng cách, đã vô tình lây lan ra cộng đồng. Mặc dù ngành y tế cũng đã có những giải pháp ngăn chặn bệnh lao, tuy nhiên do người dân còn thiếu ý thức nên đã phát sinh ra nhiều trường hợp lao kháng thuốc. Theo các bác sĩ, người bị lao bình thường thì sẽ lây ra khoảng 10 cho đến 15 người, còn người lao kháng thuốc thì sẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, một ca điều trị lao kháng thuốc sẽ tốn kém hơn nhiều lần, thời gian lâu hơn mà hiệu quả chỉ đạt được có 70%. Các bác sĩ cũng lưu ý thêm, nếu thấy ho kéo dài trong 2 tuần và điều trị bằng các loại thuốc thông thường thì phải đến cơ sở y tế gần nhất để phát hiện sớm bệnh lao. Đối với những người mắc lao cần tuân thủ quy trình điều trị, uống thuốc đúng đủ liều để tránh tình trạng kháng thuốc. Những trường hợp kháng thuốc cũng cần điều trị đến cùng và người bệnh cần giữ gìn vệ sinh khi ho khạc để tránh lây lan, bảo vệ sức khỏe cho người thân và cộng đồng.